Xin chào anh chị, em đã quay trở lại với kênh sửa chữa máy may tại nhà của em nhé. Thì hôm nay em có dựng một cái con máy, một kim Golden Wheel lên đấy, chạy hộp hâu sinh, chạy hộp điện tử ở dưới này đấy. Thì có cái bàn phím này thì nó đã bị liệt một số nút này đấy, ví dụ như ấn ở các cái nút lại mũi này, đây chỉ được một nút lại mũi đầu thôi, lại mũi cuối không được. Đây hai nút lại mũi nhiều lần này thì được này. Đấy, nút B, S này. Nút S có tiếng kêu thôi, ấn nó tít tít này, tiếng tỏa được này. Bên đây đấy, các nút này được, nút này không được này. Nút chức năng này không được. Đây, các nút này. Bên phía bên đây là ok nhá. Còn phía cộng trừ xem nào. Đấy, các nút cộng trừ ok, chỉ có liệt các cái nút này thôi. Mấy nút này mũi này thôi. Và nút B này thì để em tháo ra, em sẽ hướng dẫn cho anh chị em sửa cái khắc phục, gọi là tạm thời gọi các cái phím này này đấy, mình hay dùng. Còn các cái phím bên đây đấy mình không hay dùng, mình chỉ dùng cái phím cắt chỉ này và cái phím đường máy thẳng này thôi, và cái phím lại mũi di bộ này thôi. Đấy, và điểm dừng kim này dùng ok này. Còn cái này nó không có chức năng lâng chân vịt thì cái nút lâng chân vịt này không dùng này. Và các cái nút may chức năng này không bao giờ hay đến dùng đến. Thì em sẽ dùng cái nút không dùng đến này để thay cho các cái nút này nhá. Để mình dùng trong trường hợp đây, ví như nút này, lại mũi này thì cần dùng này. Hai nút lại mũi này thì cần dùng, thường các cái nút lại mũi này cũng ít dùng. Đấy, mình có thể thay thế vào các cái nút không dùng này vào đây để có thể dùng tạm được. Nếu mà trường hợp mình có linh kiện thay thì mình sẽ thay luôn, còn nếu mình không có thì mình sẽ dùng ở các cái nút không dùng đến này để thay vào đây nhá. Thì bây giờ mọi người sẽ đi theo em ra bàn làm việc của em, thì em sẽ tháo cái bàn phím này ra và sẽ kiểm tra xem nó hỏng chỗ nào và sẽ sửa nó nhá. Đây, xin chào mọi người, đây là cái bàn làm việc của em. Em sẽ tiến hành tháo cái bàn phím ra nhé. Mọi người sẽ rút cái rác này ra cho nó đỡ vướng. Ở đây là cái màn hình này. Đấy, mình lấy ra được các lớp màn hình này. Còn cái này nó không phải dùng miếng dán nhé. Như các cái đời mới bây giờ thì họ sẽ dùng các cái miếng dán ở đây và cái cáp ở đây sẽ cắm vào. Còn cái này là không phải miếng dán nhé. Cái này sử dụng bằng nút bấm này. Đấy, nên mình có em có thể thay thế các cái nút không dùng đến ở đây sang các cái nút chức năng ở bên đây. Đây, em nhìn vào cái màn hình này. Đấy, em dùng một cái bút để đánh dấu tí mình biết. Đây, hai cái nút lại mũi này tương đương với hai cái nút này, em sẽ đánh dấu vào đây. Đó. Đây, cái nút ở bên đây không dùng này, ví như cái nút này không dùng này. Cái nút này vừa bị liệt này, cái nút này ok này. Cái nút này. Và cái em sẽ lấy cái nút này và cái nút này để thay cho hai nút này nhé. Tức là nút này và cái nút này. Đấy, mình sẽ đánh dấu này, dùng cho nút này và nút này, tương đương với nút này và nút này. Thì để bây giờ xem tại sao nó lại không hoạt động được thì em sẽ tiến hành kiểm tra nhé. Cái bóng này hơi chói, sẽ tiến hành đo đạc kiểm tra nó làm sao nó lại không được cho mọi người biết nhé, để mọi người kiểm tra nó. Anh chị em sẽ dùng cái đồng hồ này bật lên thang thông mạch hoặc là thang như đồng hồ của em bật thang diode này, khi nào nó chập vào nhau thì nó sẽ kêu. Đấy, để thử cái công tắc này, cái phím công tắc này này. Đấy, nó có bên đây và bên đây là một cực này, bên đây và bên đây là một cực, thì mình đua này. Đấy, đấy là một cực một bên đấy. Thì giờ mình muốn kiểm tra được hay không thì mình phải đua hai đầu như này, mình xong đó mình ấn vào công tắc này.
ok này. Đấy, phím này lại không ok như này nhưng mà lại không nhận lệnh này. Tiếp theo này. Đấy, như phím này nó không ok này. Phím này không ok. Em xin lỗi mọi người nhé, cái phím này này. Vừa nãy này em ấn là quá này, có hai phím này là quá nhá. Chứng tỏ là phím này kêu là nó không bị làm sao đâu. Còn phím này không kêu này, phím này bị hỏng này. Và hai cái phím trên đây hỏng, tức là lại mũi lửa mũi. Thì giờ em sẽ thay bằng cái phím này, em kiểm tra phím này nhé. Em sẽ lấy ở đây, tương đương với nó là cái phím này này. Đấy, em sẽ thay cái phím này sang cái phím bên đây nhé. Thì giờ em kiểm tra lại này. Đấy, ấn nó không kêu này. Đấy, không kêu. Và em sẽ kiểm tra cái phím bên đây nhé. Đấy, kêu này mọi người này. Đấy, kêu này mọi người này. Giờ em sẽ tiến hành em sẽ thay cái phím này sang cái phím bên đây. Sau đó em nắp lại thử. Đấy, em sẽ dùng một cái tí mỡ nhé để cho nó dễ tháo. Anh chị em đang xem thì cho em xin một like nhá. Ai đấy video hay hữu ích thì chia sẻ lên hội nhóm giúp em. Đấy, em đã tháo được nó ra này. Anh chị em đang xem thì cho em xin một like để ủng hộ em, cũng như ủng hộ kênh của em để kênh của em được phát triển hơn, được nhiều người biết đến hơn. Em cảm ơn anh chị em nhé. Nếu mà ai mà nhà mình có luôn cái phím này chẳng hạn, hoặc là mua được ở gần chẳng hạn mà có sẵn, thì mọi người kiểm tra cái phím nào hỏng thì mọi người sẽ thay luôn cái phím đây đi. Còn như em không có đây thì em sẽ dùng cái phím bên những cái nút mà ít sử dụng ấy thì em sẽ thay vào, và em sẽ thay ngược lại cái phím này vào đây nha, tránh trường hợp mình vứt đi thì nó sẽ dẫn đến mất, nó không dùng được thì mình cũng gắn lại đi để cho nó đủ, đừng có vứt đi làm gì cả. Và bây giờ em sẽ kiểm tra lại này, kiểm tra cái phím vừa nãy không ok đấy trước này. Đấy, giờ nó đã ok này. Đấy, giờ đã ok. Em kiểm tra lại cái phím này xem nào. Đấy, nó không ok này. Nó không kêu. Đấy, nó không được. Thì bây giờ em sẽ... Mục đích của mình là chỉ hay dùng hai cái phím này thôi. Thì mình sẽ dùng hai phím này và hai phím này. Vừa đấy hai phím này được, phím này được và phím này không được. Thì giờ em sẽ thay cái phím này vào đây rồi. Thì mục đích là chỉ dùng cái này và các cái... À, còn một cái nút B này nữa. Đây, em sẽ thay nốt cái nút B này đi. Đấy, cái nút B đấy tương đương với cái nút này thì em sẽ thay luôn. Đấy, thì em sẽ lấy luôn cái nút đây nhá, nút này. Em sẽ lấy luôn cái nút này.
che lại nữa này. Đấy, đấy nó kêu này. Đấy. Ok. Đấy. Sau đó sẽ lắp lại cái màn hình này rồi. Để tiến hành ta sẽ là cắm cái rắc rồi vào. Cho cái đầu vào đây cho nó đỡ đứt này. Đấy, vậy em sẽ thử xoáy tạm hai ốc thôi nhé. Nó bắt được bằng phím luôn, sau đó em ra cắm vào máy để xem có được không thì em mới tiến hành vặn hết. À, chưa được thì mình sẽ kiểm tra lại tiếp nhé. Đây, và mọi người sẽ cùng em đi ra máy này. Đấy, và bây giờ em sẽ cắm vào máy đây. Sau đó bây giờ em tiến hành bật máy lên này. Đấy, đây, nút này ngay lúc đầu nó đã được rồi này. Đấy, được rồi. Giờ nút này không được rồi, vừa em thay rồi, giờ thay này. Đấy, đã được rồi, đã có tín hiệu này. Đấy. Đây, mình ấn vào đây cho rõ này. Lên này. Lại mũi đầu này, lại mũi cuối này. Và nút B thử xem này. Nút B này vẫn không thấy được này. Đây, phải ấn mạnh vào mới được. Đấy, ấn S, ấn B này, đấy, đã được rồi. Đây, và bây giờ em chạy thử xem nào, lại mũi đầu nhá. Đấy, kéo chưa bật nên chưa cắt này. Đấy, lại mũi, quá lại mũi và cắt chỉ này. Như vậy là em đã khắc phục được cái tạm thời cái này. Đấy, những cái nút chức năng mình cần dùng thôi. Còn những cái chức năng mình không cần dùng nữa, đây của em ấn nút này giờ nó không được đây. Không dùng nữa thì mình không muốn dùng cái chức năng này thì mình tên ấy tạm mình bỏ qua đây để dùng những các cái chức năng mình cần dùng thôi. Đấy, như vậy vừa rồi là em đã chia sẻ cho anh chị em cái cách khắc phục cái màn hình C60 này của hộp hô sinh bị liệt các nút nhé. Mình em chia sẻ với anh chị em cái cách khắc phục cái nút màn hình bị liệt như thế. Anh chị em xem video mà thấy hay thì đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Ai chưa like video thì cho em xin một like video để ủng hộ cái tinh thần của em nhé, để em làm những cái video tiếp theo. Video này em xin kết thúc ở đây. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào mọi người.